Trời ơi, giờ này còn đeo khẩu trang nữa. Không ăn hay sao vậy? Chưa có mồi đúng không? Từ từ, có phút mới mở lên rồi. Rồi. Một mẹt á. Mở coi. Ủa, một mẹt hả? Có, để lên nó tắt, để lên tắt. Gió quá, đầy gió quá. Không có đốt đường này được. Rồi. Quay bị gì vậy bà? Ngon không vậy? Ngon không? Gái ông ăn kìa. Ngon này. Hôm như Hải ăn đi chơi. Rồi nó ăn. Không biết không đi gà cho ta. Ở đây ngon không? Ngon không? Ăn ngay đi đưa che miệng chứ. Dai không? Gà dai không? Gà này đứa con phải chạy hơn rồi. Cái gì mày gấp là cua ba con ký ba con này hơn ký á, mấy cái càng nó đưa bà ngoại rồi nó cái cua này ngại hấp muối đúng không? Hello. Hello. Chúc Nhi sinh nhật vui vẻ nha. Đi ăn sinh nhật còn còn bắt tay về về ăn không có ai không có đâu. Hôm nay đi sinh nhật sẵn quảng cáo luôn, quảng cáo náo nè. Ủa anh không bữa mặc áo xe gì quên ta? Xe là được bữa ông đưa tôi ít là phải. Tôi mặc cái này vô rồi ông má để thấy rồi nó xịt nữa mới được nhắc mặt xịt gì mua quảng cáo luôn nó nghèo quá lấy tiền
xe tội phải không, mua đi hai cái giảm luôn.